Xin được mến chào quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với Phong thủy Gia Cát. Thay mặt cho những người thực hiện chương trình này thì Diễm Quỳnh xin mến chúc tất cả quý vị và các bạn chúng ta gặp được nhiều may mắn, vạn sự hanh thông, phát tài, phát lộc. Quý vị thân mến, mỗi người sinh ra thì đều có trong mình những vận mệnh khác nhau và thậm chí là với mỗi một người thì cũng có những biến động khác nhau trong từng giai đoạn cụ thể của cuộc đời. Nhiều người phải sống trong cảnh túng thiếu nợ nần chồng chất và nhiều khi chính họ cũng nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ trả hết nợ trong cuộc đời. Vì cứ hết trả cái này thì lại đến cái khác. Tiền bạc luôn là vấn đề khiến cho những người này họ phải đau đầu. Nhưng mà thưa quý vị, những gia chủ tuổi Ngọ hãy yên tâm, đó chỉ là nghèo khổ nhất thời mà thôi. Chứ trong tháng 2 âm lịch này thì chắc chắn thế nào bạn cũng sẽ có thể là tự mình trả hết được nợ nần, không phải đau đầu vì tiền giống như là trước đây nữa. Nợ mấy cũng trả hết, đã thế lại còn được trải nghiệm cuộc sống có thể là lên hương giàu sang phú quý dư giả về tiền bạc trong tháng 2 âm lịch này. Tiền bạc rủng rỉnh, phúc phận đầy nhà. Tuổi Ngọ trong tháng 2 âm lịch được giới tiên tri tử vi học dự báo, nợ nần mấy cũng sẽ trả hết, đổi vận giàu sang nhờ có phúc phận đầy bất ngờ. Và trước khi vào xem nội dung chi tiết thì quý vị cũng đừng quên ủng hộ kênh Phong thủy Gia Cát bằng cách ấn chuông, đăng ký kênh quý vị nhé. Còn bây giờ thì xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng đi vào nội dung chi tiết. Sau đây là phần tổng quan tử vi của các gia chủ tuổi Ngọ trong tháng 2 âm lịch năm 2022. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Công việc làm ăn của các gia chủ tuổi Ngọ tháng này tương đối tốt, mọi sự đều hanh thông và có nhiều thuận thành và dễ đạt được kết quả như ý muốn. Chủ về tăng tiến trong công việc, kinh doanh có nhiều khởi sắc. Với người làm công ăn lương, công việc suôn sẻ, được tập thể ghi nhận công lao. Nếu có ý định thay đổi công việc thì bản mệnh cũng chớ ngần ngại mà thử sức. Sự dịch chuyển này không hẳn vì việc cũ phiền hà mà do tư duy đổi mới để phát triển. Tháng này cũng thích hợp cho những ai có ý định khởi nghiệp. Với người làm ăn, kinh doanh, tự thân, mọi việc diễn biến tích cực ngoài mong đợi dưới sự tác động của thương quan. Đương số được quý nhân phù trợ, có thể là bạn cũ gặp lại, mở ra nhiều cơ hội hùn hạp làm ăn mới. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế chính là hạ ngạc đại tướng quân. Dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, Thầy Gia Cát khuyên các gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn và bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của Phong thủy Lộc Tài được Thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng cho gia chủ tuổi Ngọ để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên quý vị hãy hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của Thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Xem tử vi tháng 2 năm 2022, về phương diện tài lộc của người tuổi Ngọ có nhiều khởi sắc. Nguồn thu nhập chính tăng tiến không ngừng, tạo tiền đề tốt cho việc đầu tư hoặc mở rộng kinh doanh, buôn bán để tăng thêm nguồn thu. Đây cũng chính là thời điểm lý tưởng để gia chủ cân nhắc tới vấn đề đa dạng hóa hạng mục đầu tư, có thể thử sức với bất động sản hoặc thị trường chứng khoán. Có điều cần hết sức lưu ý, vận trình có khúc quanh co. Nhìn chung là đều tốt, nhưng có những thời điểm vận khí xấu tác động, không thích hợp cho đầu cơ lướt sóng ngắn hạn bởi rủi ro vẫn rất cao. Phù hợp nhất chính là lựa chọn hạng mục chung và dài hạn, chỉ cần không quá tham lam, ắt có tiền chảy vào túi. Để tiếp tục cải thiện vận may, sự nghiệp, tài lộc vào tháng này, Thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, Dần, Ngọ, Tuất, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được Thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng cho các gia chủ để vật phẩm có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Xét về phương diện sức khỏe của người tuổi Ngọ trong tháng này khá tốt, không gặp phải vấn đề gì nghiêm trọng. Có ốm đau cũng gặp thầy gặp thuốc dễ chữa khỏi. Có điều cần phải lưu ý tác động của tử phù hung tinh khiến cho bệnh cũ dễ tái phát. Một khi phát hiện bệnh trở lại có thể phải động chạm dao kéo, nhưng yên tâm, kết quả cuối cùng vẫn tốt đẹp. Tử vi tuổi Ngọ tháng này báo cáo có điểm báo họa huyết quang do vật sắc nhọn gây ra. Đương số nên cẩn trọng khi sử dụng các vật dụng bằng kim loại và hạn chế tham gia các hoạt động thể thao mạo hiểm để tránh bị té ngã, chấn thương. Đi xa thì nên cẩn thận đường sông nước, kẻo gặp họa đuối nước và nữ mạng thì đề phòng các bệnh về phụ khoa tái phát. Các gia chủ tuổi Ngọ hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, bát bảo, tâm kinh.
là một vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát và đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm này có thể phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày sử dụng vật phẩm theo tuổi của các gia chủ tuổi Ngọ. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Tháng này Cát Tinh báo tin gia đạo có tin vui đưa tới, cho nên có người sẽ thêm người thêm của con cháu trong nhà. Tình cảm gia đình hài hòa, ít xung đột lớn và cũng có thì cũng dễ dàng giải quyết thỏa đáng nếu như mà sự việc này xảy ra. Tử vi tuổi Ngọ còn cho thấy rằng nam nữ độc thân vượng đào hoa, gặp gỡ làm quen với nhiều người khác giới và đi đến đâu cũng được yêu mến, khả năng cao sẽ tìm được đối tượng ưng ý để cùng nhau tiến tới yêu đương hẹn hò lãng mạn. Tử vi của từng tuổi Ngọ trong tháng 2 âm lịch năm 2022, tuổi Giáp Ngọ sinh năm 1954. Tháng này bản mệnh gặp nhiều may mắn trên các phương diện, mọi việc đều được như ý và phương diện công việc của gia đình con cháu cũng rất hanh thông, gặt hái được nhiều thành tựu. Gia đạo hòa thuận, vui vẻ, thời gian cuối tháng sẽ đón thêm nhiều tin vui về thêm người thêm của và có những người thân từ phương xa về đoàn tụ. Tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966. Bước sang năm 2022, người tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966 không còn chiếm nhiều ưu thế trên phương diện sự nghiệp. Tuy nhiên, nếu dựa vào sự chăm chỉ, nỗ lực thì bạn vẫn có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nhận được sự tín nhiệm của mọi người xung quanh. Trên phương diện tình cảm, bản mệnh cần phải tránh xa những điều cám dỗ ở bên ngoài, giữ khoảng cách thích hợp với mọi người xung quanh, không nên để kẻ thứ ba tìm được cơ hội chen chân vào gia đình của bạn, khiến cho vợ chồng mâu thuẫn, quan hệ rạn nứt. Khi xuất hành, khi làm các công việc tay chân, vận hành máy móc, thậm chí cả khi rèn luyện sức khỏe thì bản mệnh cũng nên tự lượng sức mình, không nên làm việc quá sức gây tổn hại đến sức khỏe. Tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978. Người tuổi Ngọ sinh năm 1978 được khá nhiều điều thuận lợi trong cuộc sống, tuy nhiên sự nghiệp không đạt được những bước tiến quá lớn nhưng tổng thể thì rất ổn định. Dù khó khăn và rắc rối vẫn xuất hiện nhưng nhờ có kinh nghiệm phong phú thì mệnh chủ vẫn có thể giải quyết được một cách thuận lợi. Phương diện sức khỏe ổn định, những người mắc bệnh mãn tính có thể tìm ra được những phương pháp chữa phù hợp, nhờ đó bệnh tình được khống chế. Bạn chỉ cần chú ý nghỉ ngơi, rèn luyện, thực hiện đúng lời căn dặn của bác sĩ thì không cần phải lo lắng quá nhiều. Người độc thân tuổi này có khả năng tìm được người như ý ngay trong năm nay. Tuy tình yêu đến muộn, song hai người phù hợp với nhau và quan hệ phát triển ổn định có thể tính chuyện dài lâu. Tuổi Canh Ngọ sinh năm 1990. Sự nghiệp của người tuổi Ngọ sinh năm 1990 tổng thể phát triển ổn định. Bạn có thể phát huy được năng lực của mình, được lãnh đạo chú ý, song lại dễ khiến cho kẻ tiểu nhân ngứa mắt. Vì thế bạn nên có khả năng quan sát, đánh giá tình hình tinh tế, không nên dễ dàng tin theo lời rủ rê và lôi kéo của bất kỳ ai. Ngoài ra làm việc gì bạn cũng cần phải cố gắng dựa trên sức của mình, chớ nên tranh giành chiếm đoạt của người khác, nếu không thì dễ vướng thị phi. Quan hệ vợ chồng của người tuổi này về cơ bản là hài hòa. Dù công việc có bận rộn đến mấy thì bạn cũng nhớ giúp đỡ nửa kia trong các công việc nhà. Việc đó tưởng chừng nhỏ nhặt nhưng cũng có tác dụng rất lớn trong việc gắn kết tình cảm đôi bên. Tuổi Nhâm Ngọ sinh năm 2002. Con đường học tập của người sinh năm 2002 nhìn chung là thuận lợi. Bạn xác định được nhiệm vụ chính của bản thân cho nên luôn cố gắng tập trung. Dù đôi khi có gặp phải trắc trở nhưng nhờ tinh thần tích cực chủ động, bạn hoàn toàn có thể giải quyết thuận lợi. Vận trình tình duyên cũng có những bước phát triển rõ ràng. Bạn biết được sự quyến rũ của mình nằm ở đâu nên dễ dàng thu hút sự chú ý của người khác. Tuy nhiên, nên có chừng mực trong chuyện tình cảm, chớ để việc này gây ảnh hưởng đến nhiệm vụ chính là học của mình. Bản mệnh cũng chú ý sinh hoạt khoa học, không nên vì nghĩ rằng mình còn quá trẻ mà thức khuya, ăn uống thiếu điều độ. Nếu buông thả bản thân quá mức thì bạn dễ gây ra những ảnh hưởng xấu của mình về lâu về dài tại sau này. Tổng quan tháng 2 âm lịch năm 2022, tháng Quý Mão năm Nhâm Dần. Tháng 2 được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ 1 tháng 12 năm 2022 và kết thúc vào ngày 29 tháng 2 năm 2022, tức ngày 3 tháng 3 năm 2022 đến 31 tháng 3 năm 2022 dương lịch. Tháng 2 Quý Mão có nạp âm là Kim Bạc Kim. Tháng Mão lục hợp Tuất, tam hợp Mùi và Hợi thành Mộc Cục, xung Dậu hình Tý, hại Thìn phá Ngọ và tuyệt Thân. Tháng này không phải quá đen đủi đối với những người tuổi Ngọ, họ chỉ cần chú ý những ngày sau. Ngày âm lịch, ngày 10 tháng 2 năm 2022, tức ngày 12 tháng 3 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Giáp Tý, có nạp âm là Hải Trung Kim.
ngày âm lịch ngày 22 tháng 2 năm 2022, tức ngày 24 tháng 3 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Bính Tý, có nạp âm là Giản Hạ Thủy. Đây chính là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Ngọ. Trong những ngày này thì mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết mà không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Ngọ trong tháng 2 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch ngày 5 tháng 2 năm 2022, tức ngày 7 tháng 3 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Kỷ Mùi, có nạp âm là Thiên Thượng Hỏa. Ngày âm lịch ngày 17 tháng 2 năm 2022, tức ngày 19 tháng 3 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Tân Mùi, có nạp âm là Lộ Bàng Thổ. Ngày âm lịch ngày 29 tháng 2 năm 2022, tức ngày 31 tháng 3 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Quý Mùi, có nạp âm là Dương Liễu Mộc. Đây chính là 3 ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cũng cần phải phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin trong khung bình luận theo mẫu, họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline của chương trình để được hỗ trợ hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, trên đây là những chia sẻ của Phong Thủy Gia Cát về tử vi của tuổi Ngọ trong tháng 2 âm lịch. Phần luận giải hết sức chi tiết và đầy đủ cho tuổi Ngọ, qua đó thì quý vị cũng phần nào yên tâm vững bước trong tháng 2 âm lịch, hứa hẹn đầy tài lộc và may mắn. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị cũng đừng quên ấn vào nút đăng ký kênh để có thể là người đầu tiên nhận được những kiến thức này. Xin mến chúc cho tất cả quý vị chúng ta thành công trong năm 2022 này nhé. Còn bây giờ thì xin mến chào và hẹn gặp lại.